Chương 16: Khai phá kinh mạch. 5 vạn bình cửu mệnh liệu thương dịch, dùng ý nghĩ của Lục Cửu Quân, coi như là lửa 5 thời gian có thể toàn bộ bán đi là thành công lớn. Sự thực tình huống ngày thứ 5 liền bán đi phân nửa, đây là sau khi tăng giá bán. Lại dù tăng giá, ngày thứ 12 cửu mệnh liệu thương cũng toàn bộ bán xong. Cộng thêm cửu mệnh liệu thương dịch, Đại Hán Luyện Dược chỉ xét lợi nhuận đã đạt đến 25 vạn kim tệ. Hoặc là nói cửu mệnh liệu thương dịch thành phẩm hầu như có thể không đáng kể, nhưng lại bán ra đều là lợi nhuận. Đông đảo người xin mua thuốc chạy ngoài tiệm, mà bên trong cửa hàng không có đan dược để bán. Lục Cửu Quân lần thứ 2 lo lắng. Lộ Lộ quên đi, ta tự đi tìm Mạc huynh đệ. Lục Cửu Quân lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Mạc Vô Kỵ thừa kế Mạc Thiên Thạnh chế thuốc truyền thừa cho con giỏi hơn thầy, nếu không có thể làm sao sản xuất ra cửu mệnh liệu thương. Cùng 10 ngày trước vội vàng muốn tìm Mạc Vô Kỵ bất đồng, lúc này đây hắn vội vã muốn đem Mạc Vô Kỵ nắm chặt thời gian luyện chế cửu mệnh liệu thương dịch nhóm thứ 3. Nhóm thứ 2 cửu mệnh liệu thương dịch đang lên men sắp ra lò, thế nhưng Mạc Vô Kỵ dường như không có ý nghĩ bắt tay vào luyện chế nhóm thứ 3. Cả ngày liền lúc trong phòng nghiên cứu, nói muốn khai phá tân dược. Kỳ thực dựa theo ý nghĩa cửu Lục Cửu Quân, Đàn Hán Luyện Dược có cửu mệnh liệu thương dịch đã là được rồi, căn bản không cần khai phá tân dịch khác. Bất quá hiện tại Mạc Vô Kỵ là ông nội, hắn mới nói khai phá thì đó chính là khai phá. Phương chủ Mạc đại sư đã nói, trước khi hắn đi ra, bất luận kẻ nào cũng không thể đến tìm hắn, dù là đưa cơm cũng chỉ có thể đến trước cửa sổ là được. Nếu mà bữa cơm không ăn, thu lại rồi tiếp tục đưa cơm mới. Lộ Lộ nhanh chóng nói, nàng lo lắng phường chủ đột ngột xông vào căn phòng Mạc đại sư, làm cho Mạc đại sư cùng phường chủ nháo mâu thuẫn. Mạc đại sư thế nhưng là chế thuốc đại sư, làm ra mắt rất có bản lĩnh. Loại này đại sư nghìn vạn lần không thể có khả năng đắc tội. Được rồi, Lục Cửu Quân bất đắc dĩ vỗ đầu mình một cái. Mấy ngày trước, người của thừa linh cực đan công phường đến tìm hắn thương lượng cửu mệnh thường dịch, hắn đổ lên trên người Mạc Vô Kỵ, nói Mạc Dược Sư còn đang nghiên cứu tân dược, chuyện này phải đợi Mạc Dược Sư đi ra mới được. Mạc Dược Sư tính khí là chỉ cần nghiên cứu thuốc, bất luận kẻ nào quấy rầy đều có thể giận điên lên, không nghĩ tới báo ứng khó chịu, hiện tại đến phiên hắn đắc tội người nào không dám, cũng không dám đắc tội với Mạc Vô Kỵ cái tên cây dụng tiền này. Mạc Quốc Kỵ tóc tài loạn tao tao nhìn trước mặt bàn, chính là 10 cái bình thủy tinh màu xanh, trong lòng tất cả thỏa mãn, đây chính là thành quả hắn liên tục mấy ngày công tác, chỉ có thể đem 1 trong 10 bình này uống vào, hắn cũng có thể đi xem linh căn hay không. Nếu là linh căn, hắn cứ tiếp tục kiếm tiền chuẩn bị khai linh. Dựa theo Làm Vũ cùng với Lục Cửu Quân nói, chỉ có linh lạc mới có thể thu lạc chữ tổn linh khí, mà chỉ có người có linh căn mới có linh lạc. Hắn sở dĩ không có linh căn là bởi vì linh lạc bế tắc, hoặc là không có linh lạc. Mạc Vô Kỵ nghĩ đến linh lạc chính là mạch lạc, hay còn gọi là kinh mạch. Hắn dùng khai mạch dược dịch bản thân nghiên cứu ra, nhất định có thể làm mạch lạc được thông quán, sau đó có thể tu lạp tổn chữ linh khí. Chỉ cần có thể tu lạp tổn chữ linh khí, đó không phải nói hắn có linh căn sao? Hà hà hà. Sau này loại thuốc này có tên là khai mạch dược dịch. Mạc Vô Kỵ nhịn không được cười ha ha. Đây là lần đầu tiên hắn hài lòng như vậy sau khi hắn bị ám toán. Ở dưới lầu, Lục Cửu Quân lo lắng không dứt. Nghe Mạc Vô Kỵ cười ha ha, lại không kịp đoái hoài Lộ Lộ khuyên bảo, vội vã muốn lên lầu. Ha ha, lão Lục, mấy ngày này có đúng hay không? Đếm tiền mỏi tay. Mạc Vô Kỵ trong tay mang theo một cái bao, mở cửa nhìn Lục Cửu Quân, muốn đi lên cười nói. Lục Cửu Quân hài lòng như vậy, hắn lại một lần nữa luyện chế tới khai mạc dược dịch. Theo lý thuyết, hắn cũng có thể hài lòng mới đúng. Thế nhưng hắn từ đáy lòng chỗ sâu có chút bất an, cụ thể là ở chỗ nào thì cũng không rõ ràng. Vẫn là không cần lo, trước đem kinh mạch của mình khai phá đi rồi lại nói. Lục Cửu Quân vẻ mặt mừng rỡ. Mạc huynh đệ, chúng ta đại hoạch thành công rồi, cửu mệnh liệu thương dịch bán lời to a. Mạc Vô Kỵ rất bình thản vung tay lên, ta biết nhất định. Được rồi, phần kim tệ của ta giúp ta đổi thành kim phiếu là tốt nhất. Đương nhiên, ngoại trừ cái này tiệm chúng ta còn chưa có.
Không đợi Lục Cửu Quân đem lời nói xong, Mạc Quốc Kỵ liền với hắn khoát tay: "Ta biết chuyện lớn hơn nữa, chờ ta tắm rửa nghỉ ngơi một ngày rồi hắn nói." Nói xong câu, Mạc Quốc Kỵ căn bản không để ý Lục Cửu Quân, vội vã từ bên cạnh hắn đi qua, trực tiếp tới nơi mà hắn tại đại hắn luyện dược. Mở rộng kinh mạch dược dịch đã có, đối với Mạc Quốc Kỵ mà nói, hắn tại trọng yếu nhất trước là tắm rửa thay y phục, sau đó ngủ một giấc, chờ sau khi ngủ dậy, lập tức dùng dược dịch mở rộng kinh mạch, đem kinh mạch mở rộng sau đó sẽ nói chuyện khác. Kiếm tiền bạc lúc nào cũng có thể để cho hắn có linh căn tu lập linh khí tu luyện mới đúng là chuyện cấp bách. Lục Cửu Quân ngơ ngác nhìn bóng lưng Mạc Quốc Kỵ đi xa, không có lửa điểm tính khí. Tại đàn hắn luyện dược chân chính đại gia, không phải Lục Cửu Quân hắn mà là Mạc Dược Sư. Một lúc lâu sau, Lục Cửu Quân mới cúi thấp đầu rời đi, không muốn nói đốc thúc Mạc Quốc Kỵ sản xuất nhóm thứ ba cửu mệnh liệu thương, chính là thương lượng với Mạc Quốc Kỵ, mở rộng mấy cái cửa hàng đều không có cơ hội. Tắm rửa hoàn tất, đánh một giấc sau đó, Mạc Quốc Kỵ thần thành khí sảng, lấy ra một cái mổ xanh bình thủy tinh. Loại dược dịch mở rộng kinh mạch này hắn đã uống qua một lần, biết sau khi uống xong trong thân thể sẽ có một đường hỏa thiêu giống nhau chậm rãi kéo dài, sau đó coi như là chưa từng học võ cũng có thể rõ ràng cảm thụ trong cơ thể mình một cách kinh mạch bị chậm rãi mở ra. Kinh mạch mở rộng mặc dù rất khó chịu, các loại dễ dàng này khó có thể dễ tả được, cũng là phát ra từ đáy lòng. Đáng tiếc đời trước Mạc Quốc Kỵ uống loại nước thuốc này, sau đó một cái kinh mạch còn chưa hoàn toàn mở rộng triệt để đã bị ám toán, làm dịu đi tâm tình chính bản thân hơi có chút dao động. Mạc Quốc Kỵ lắm lên màu xanh cái chai, mở ra miệng bình hít một hơi thật sâu, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cùng một đời trước giống y như nhau, dịch thể hơi khó chịu từ cơ thể của hắn chảy xuống, thật giống như là một đường hỏa tuyến tại trong cơ thể không ngừng kéo dài. Hết thảy bế tắc ngăn cản tại trước nhánh hỏa tuyến dược dịch này đều bị dược dịch hỏa tuyến đốt xuyên quán thông. Mạc Quốc Kỵ lần thứ hai rõ ràng cảm thụ cái kinh mạch trong cơ thể mình khai phá đi ra. Theo dược dịch hỏa tuyến, kinh mạch chậm rãi tại trong thân thể hắn mở rộng. Giữa thân thể xé rách đau đớn lại là một cảm giác vui thích dễ dàng. Dường như mỗi một điểm khoảng cách thiêu cháy, tạp chất trong cơ thể của hắn sẽ bị thiêu cháy một phần. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, nếu mà kinh mạch chính là linh lạc, một lọ dược dịch có thể khai thông một cái kinh mạch của hắn, vậy thông qua khai mạch dược dịch có đúng hay không rất dễ liền trở thành đỉnh cấp tứ chất linh căn tu luyện giả. 99 linh lạc, vậy có tính là cái gì hắn có thể dễ dàng đạt được. Chương 17: Thất bại trong gang tấc. Hai canh giờ sau, sự chờ mong trong mắt Mạc Vô Kỵ dần dần biến mất. Dược dịch này đích thực là mở rộng một cái kinh mạch của hắn. Thế nhưng loại mở rộng này tại sao hai canh giờ từ từ ngừng lại, cảm giác hỏa thiêu biến mất, ý nghĩa lược. Dịch dược đã dùng hết, mà cái kia kinh mạch của hắn dường như cũng không có đả thông. Tại sao có thể lại như vậy? Như một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu tưới xuống, Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn quên mất đau đớn do mạch lạc mở rộng. Cái loại cảm giác này thật giống như là một cái cống có rất nhiều vật làm bế tắc. Nước lũ xông tới, những thứ rác rưởi này gần như bị nước trôi đi, cống cũng sắp thông, nước đột nhiên không còn. Cái loại rác rưởi bị trùng kích xuống đều ngăn ở lối ra, tạo thành một cái đê đập. Trái lại, so với lúc trước càng thêm bế tắc. Mạc Vô Kỵ kiếp trước uống xong chất thuốc căn bỏng, chưa đợi được hai canh giờ đã bị ám toán, cho nên hắn không biết chất thuốc này chẳng những không có khả năng quán thông kinh mạch, hơn nữa có lẽ sẽ làm cho kinh mạch tại vị trí nhất định càng thêm bế tắc. Không đúng, nhất định là do liều thuốc thiếu. Mạc Vô Kỵ cắn răng một lần thứ hai đánh mở một chai thuốc, ngửa đầu lên toàn bộ uống vào. Nếu như nói lần đầu tiên chỉ là do một cái hỏa tuyến trong người thiêu đốt, vậy lần này thật giống như là nuốt vào một cái hỏa cầu giống nhau. Mạc Vô Kỵ cảm giác mình cả người đều có thể bị hỏa cầu này xé rách, sau đó đốt thành tro bụi. Đau đớn kịch liệt để cho hắn hoàn toàn không có cách nào chịu được, co quắp ngồi dưới đất. Đến cuối cùng cả người hắn đều co giật,
thở dốc đều có chút gian nan. Lại là qua hai cái canh giờ đồng hồ, cái loại đau đớn này đã làm cho người ta co giật mới dần dần biến mất. Mạc Vô Kỵ đỡ bằng ghế, run rẩy lầy bầy đứng lên, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn rất có cảm giác rõ ràng, bình thuốc thứ hai này đi xuống làm cho hắn càng thêm thống khổ. Sau đó lại lần nữa trở lại bế tắc tại địa phương lần đầu tiên giống nhau. Hắn khẳng định nếu mà hắn dám uống bình thứ ba, chẳng những kinh mạch không có cách nào quán thông, hắn còn có khả năng chết. Một câu nói, dược dịch khai thác kinh mạch của hắn thực sự thất bại. Nếu mà nữ nhân kia biết thuốc của hắn vẫn không có thành công, không biết có chút hối hận hay không. Có lẽ là không phải là hối hận giết Mạc Vô Kỵ, mà là hối hận sao không chờ hắn nghiên cứu ra chân chính dược dịch mở rộng kinh mạch. Mạc Vô Kỵ từ từ di động tới bên cạnh bàn. Hắn nhìn thấy trong gương là một gương mặt tái nhợt tuyệt vọng. Hắn biết hắn cũng không có cơ hội nữa. Từ mừng rỡ tuyệt vọng phát ra từ nội tâm, trung gian chỉ có 4 canh giờ mà thôi. 4 giờ sau, hắn phát hiện mình không có quán thông bất luận cái gì một cái kinh mạch. Hắn vẫn không thể tu luyện. Nếu mà ở địa cầu, hắn có lẽ chỉ còn biện pháp tiêu phí thời gian đi tu bổ loại nước thuốc này. Nơi này, hắn không có lừa điểm cơ hội. Chỉ bằng phòng thí nghiệm nghèo nàn của đan hán luyện dược, có thể nghiên cứu ra loại nước thuốc này mới thực là quái sự. Trước hắn có thể làm được bằng vào càng nhiều hơn là kinh nghiệm của hắn. Từng trận cảm giác suy yếu truyền đến, Mạc Vô Kỵ từ từ hồi phục tinh thần, thở dài một cái. Không được thì chớ có cưỡng cầu. Hắn tiện tay nắm ấm nước bên bàn rót một chén. Không đúng, Mạc Vô Kỵ đem chén cầm tới môi bỏ xuống, sắc mặt bộc phát tái nhợt. Nhiều làm nghiên cứu thực vật, Mạc Vô Kỵ đối với đặc tính phần lớn thực vật đều biết rõ ràng. Hắn vừa rồi ngửi thấy trong nước có mùi nhàn nhạt độc tiễn mộc. Đây tuyệt đối là dược dịch của độc tiễn mộc lấy ra, thứ có thể thấy máu phong hầu, có người muốn giết mình. Mạc Vô Kỵ nguyên bản thật là tuyệt vọng, bỗng nhiên đánh cái giật mình. Chỉ là trong chốc lát thời gian, Mạc Vô Kỵ hiểu ra chuyện gì. Bởi vì hắn là quận vương huyết mạch, trước hắn điên điên khùng khùng, tự nhiên không ai để ý. Hiện giờ hắn đã bình thường, nhất định có người có tâm biết. Hơn nữa, hắn lại ở đàn hán luyện dược, tương lai nhất định không thiếu tiên tài. Quận vương hậu duệ phát điên không ai coi là cái gì. Đích xác Bắc Tần quận vương hậu đại có bản lĩnh, để cho người ta kiêng kỵ, chỉ ít sẽ làm tên gia hỏa âm mưu lấy cái Bắc Tần quận vương kiêng kỵ. Mạc Vô Kỵ nhẹ nhàng để ly xuống, trở lại bình tĩnh lại. Tình hắn đế quốc khổng lồ như vậy, hắn có thể làm cho chính mình sinh ra linh căn tu luyện, không có nghĩa là không có cách nào. Nếu còn có một tuyến cơ hội, hắn tuyệt không có khả năng cam chịu. Đem hai cái bình vô dụng thu hồi, Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên có thêm một chút may mắn. May là hắn thác mạch dược dịch không có thành công. Nếu mà thành công rồi, hắn nhất định sẽ cầm kim tệ lại đi khai linh tháp, như vậy mới thực là chuyện xấu. Trước hắn muốn nhất tâm để cho bản thân mình có tư chất tu luyện, hoàn toàn không có cân nhắc đến nguy hiểm. Thử nghĩ xem, người ám toán này hắn mặc ra há có thể là để cho một cái Bắc Tần quận vương hậu đại sống sót bình thường. Tái ông mất ngựa, yên chi phi thúc. Một loại cảm giác nguy cơ sâu đậm truyền đến. Mạc Vô Kỵ biết hắn không có cách nào tiếp tục ở lại đan hán luyện dược. Hắn loại người này bồi bèo trôi không dễ bám. Người khác muốn ám toán hắn thực sự quá đơn giản. Thế nhưng hắn còn có thể đi chỗ nào? Mạc Đại Sư, người của Thừa Linh Cực Đan Công Phường đến. Phường chủ đang tiếp khách, muốn mời người đi một chuyến. Lộ Lộ thanh âm truyền đến, đúng lúc cắt đứt Mạc Vô Kỵ từ tự. Tốt, ta lập tức đi ngay. Mạc Vô Kỵ mở cửa ra. Được rồi, cái chén trà và bình trà bị ta không cẩn thận làm sơ, ngươi đem nước đổ đi giúp ta rửa sạch bình trà luôn. Mạc Vô Kỵ tại đàn hán luyện dược vẫn là được Lộ Lộ chiếu cố. Mạc Vô Kỵ tin tưởng người bỏ thuốc khẳng định không phải là Lộ Lộ. Loại địa phương này ra vào cũng không có trở ngại, muốn hại người sẽ không ngu ngốc để cho người khác xuất thủ. Dạ, Mạc Đại Sư. Lộ Lộ đối với Mạc Vô Kỵ tôn kính,
nó lại phát ra từ sâu trong nội tâm. Mạc đại sư trước khi tới, đàn hắn luyện dược đang thoi thóp, hiện tại thì như thế nào a? Hà hà, Mạc huynh đệ, ta giới thiệu cho người một chút, vị này chính là phường chủ Mi Tú của Thừa Linh Cực Đan Công Phường. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi vào trong đại môn của đàn hán luyện dược phòng họp, Lục Cửu Quân liền cười ha ha một tiếng đứng lên, chỉ vào một người cô gái trẻ tuổi nói: Mạc huynh đệ xưng hô, dường như là đang cố ý biểu hiện hắn và Mạc Vô Kỵ quan hệ không giống bình thường. À, Mạc huynh đệ, thân thể người không thoải mái sao? Lục Cửu Quân cắt đứt giới thiệu của mình, với hắn mà nói, người của Thừa Linh Cực Đan Công Phường đều tới cũng so ra kém một cái đầu ngón tay út của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt, bước đi đều có chút suy yếu, hắn lúc này liền lo lắng. Mạc Vô Kỵ khoát tay: không có, chính là mấy ngày này quá mệt mỏi. Nói xong, hắn hướng phía cô gái trẻ tuổi đồng dạng đứng lên nói: ngưỡng mộ Mi phường chủ đại danh đã lâu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mi Tú ánh mắt nghi ngờ tại trên người Mạc Vô Kỵ quét một cái, cười duyên nói: Mạc dược sư đại danh, ta đồng dạng như sấm bên tai, quả nhiên lời đồn không bằng thấy tận mắt. Mạc Vô Kỵ biết Mi Tú ý tứ, hắn cười ha ha: kỳ thực ta là kẻ điên điên khùng khùng, có đôi khi hay chính mình xem là vương thượng, thực sự không được, hắn cứ tiếp tục giả đi ngu ngốc. Mi Tú lúng túng cười: Mạc dược sư nói đùa, ta cũng tới giới thiệu một chút. Nói lấy làng chỉ một hướng người thanh niên nam tử bên cạnh, thoạt nhìn rất ấm áp nói: đây là trưởng lão của Thừa Linh Cực Đan Công Phường, ta là Ô Hòa Thái. Một lão già khác sắp tới 60 không đợi cho Mi Tú giới thiệu, chủ động đứng lên nói: ta là Thừa Linh Cực Đan Công Phường tiêu thụ chấp sự Lưu Vạn Thắng, thật cao hứng có thể thấy Mạc dược sư. Mạc Vô Kỵ rõ ràng Thừa Linh Cực Đan Công Phường tới nơi này làm cái gì, lập tức khẽ mỉm cười: mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. Chương 18. Rốt cuộc hiểu rõ. Mi Tú tuy rằng chưa tính là phi thường xinh đẹp, lại có một loại lực hấp dẫn cực lớn. Tại sau khi Mạc Quốc Kỵ ngồi xuống, nàng đã trước tiên cầm lấy ấm trà giúp Mạc Quốc Kỵ rót một chén. Thực sự là ao ước được như là đan hán luyện dược có Mạc đại sư chế thuốc như vậy, có thể nghiên cứu ra cửu mệnh liệu dược thương dịch, một loại sản phẩm vượt thời đại như vậy. Ta tin tưởng Mạc dược sư biết ý đồ của ta đến, bộ luận ta có thành công hay không, ta đều muốn lấy thức trà thay chén rượu kính Mạc dược sư một chén, bởi vì cửu mệnh thuốc sẽ cứu sống vô số người, đây đều là đại công đức của Mạc dược sư. Nói xong, Mi Tú đem chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm than, người nữ nhân này thực biết ăn nói. Bất quá, người nữ nhân này uống một chén trà này hẳn không vấn đề. Mạc Vô Kỵ sớm đã khát, cũng lừng chén trà uống một hơi cạn sạch. Uống trà xong, Mạc Quốc Kỵ lúc này mới chính xác nói: Mi phường chủ đề cao ta, ta nghiên cứu ra chỉ là một phần bình thường dược dịch mà thôi, so với linh dược của tu luyện giả, tùy tiện xuất ra một loại thuốc cũng mạnh hơn nhiều so với cửu mệnh liệu thương của ta. Mi Tú trong lòng âm thầm buồn cười, nàng sớm tỉ mỉ điều tra qua Mạc Quốc Kỵ, biết Mạc Quốc Kỵ cũng không có linh căn, thế nhưng đối với tu luyện cực kỳ quen mắt. Từ lời của Mạc Vô Kỵ, nàng có thể liền nghe ra Mạc Vô Kỵ hữu ý hay vô ý đều muốn đánh đến sự tình tu luyện giả. Mạc đại sư quá coi thường cửu mệnh liệu thương của ngươi, tu luyện giả đích xác có thể xuất ra thuốc chữa thương tốt hơn, nhưng mà giá cả kia căn bản không phải là người thường có thể dùng. Rốt cuộc lại nói, coi như là người thường có thể sử dụng cũng không có cách nào cùng cửu mệnh liệu thương giống nhau có thể xuất ra rất nhiều. Cho nên ta nói cửu mệnh liệu thương là dược phẩm vượt thời đại, một chút cũng không có nói sai. Ta lần này tới đang là muốn hợp tác với đàn hán luyện dược, mở rộng năng lực sản xuất cửu mệnh thuốc a. Mi Tú chính xác nói, loại này máy đẻ trứng vàng Thừa Linh Cực Đan Công Phường tiêu phí hơn một nửa đại giới,
Lục Cửu Quân cũng không muốn cùng chung làm, cho nên hắn không ngừng hướng Mạc Quốc Kỵ nháy mắt. Mạc Quốc Kỵ làm bộ không có thấy ánh mắt Lục Cửu Quân. Đàn hắn luyện dược, hắn xác định vững chắc sẽ không ở lại. Hắn vốn dự định đem penicillin đem ra ngoài, cầm ngay một khoản tiền rời đi. Thừa dịp linh cực đan công phường này coi như tiền rác rưởi đưa tới, đó là hay nhất không hơn. Hà hà, Mi Phượng chủ lời này nhưng không có nói sai. Cửu mệnh liệu thường tuyệt đối là một loại dược phẩm vượt thời đại. Mạc đại sư có thể nghiên cứu ra cửu mệnh liệu thường loại này thuốc chữa thương, cống hiến đối với chúng ta toàn bộ Tử Vũ quốc thì chỉ không có cách nào dùng lời mà hình dung được. Ô Hòa Thái trưởng lão ngồi bên cạnh Mi Tú cũng là phụ họa nói theo. Đến ngay cả Lục Cửu Quân nghe như vậy cũng có chút đắc ý gật đầu. Vốn là Mạc Quốc Kỵ muốn kiếm một khoản, liền nghe nói sau như thế, trong lòng lột bột một cái, hắn bỗng nhiên hiểu rõ chính bản thân. Trong lòng có một mực bất an là cái gì? Chân chính bất an không phải là tên gia hỏa âm thầm hạ độc, mà là Thừa Vũ quốc. Penicillin loại vật này một khi đi ra nhất định sẽ bị quốc gia lắm trong tay. Hiện tại sở dĩ không còn có tìm được trên đầu hắn đến, đó là bởi vì penicillin già quá ngắn, lượng cũng không coi là nhiều. Đại đa số người vẫn chỉ đem penicillin là một loại dược phẩm có hiệu quả trị liệu giá cao mà thôi. Một khi loại thuốc này đại quy mô bị quân đội sử dụng, vậy hắn sợ rằng không có tự do quyền lợi, hoặc là chuyên môn vì quốc gia nghiên cứu dược dịch, hoặc là giao ra penicillin phương pháp điều chế rồi giết chết. Bất kỳ một người nào lắm quyền cũng không cho phép loại này vũ khí quốc gia tùy tiện lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ đâu còn có thể ngồi yên. Hắn bỗng nhiên đứng lên nói với Mi Tú: "Đà tạ Mi Phượng chủ coi trọng, kỳ thực ta mở rộng cửu mệnh liệu thương dịch. Trước ta còn chưa tính rõ ràng, Mi Phượng chủ cùng Ô trưởng lão nói chuyện để ta hiểu ra. Như vậy đi, chờ ta một ngày sau từ linh cực đan công phường nhất định có thể được như nguyện. Ta đi trước, chuẩn bị một chút, cáo từ." Nói xong mà Vô Kỵ vội vàng đi ra ngoài, thậm chí không có chờ Mi Tú đám người nói vài câu khách khí. Hắn rất muốn trước tiên ở trên người Thừa Linh Cực Đan Công Phường kiếm một khoản, nhưng mà hắn không dám mạo hiểm như vậy. Loại nguy hiểm lần này hắn một phút đồng hồ cũng không muốn bốc lên. Cũng may Mi Tú là người làm ăn, biết làm nghiên cứu cái gì bản tính, hoàn toàn không ngại cách làm của Mạc Quốc Kỵ. Ngược lại là Mạc Quốc Kỵ nói một ngày sau đó nàng Thừa Linh Cực Đan Công Phường có thể được như nguyện, làm cho nàng rất kích động. Lục Cửu Quân trong lòng lo lắng không dứt, thế nhưng hắn không có khả năng giống như Mạc Vô Kỵ, nói đi là đi. Từ Đổ Thiên, Thừa Vũ chủ quốc, lĩnh chủ quốc quân, cũng là lĩnh vương cấp bậc tồn tại. Mặc dù Thừa Vũ chủ quốc tại toàn bộ Tình Hán đế quốc căn bản không tính là cái gì, bài danh còn cực kỳ lùi về phía sau, nhưng mà ở toàn bộ Thừa Linh chủ quốc, hắn chính là chí cao vô thượng tồn tại. Lúc này, Thư Đổ Thiên đang ngồi trên Thừa Vũ Kim Loan Điện Vương, rũ xuống mí mắt, thần tình lộ ra có chút không nhịn được. Đại điện người hai bên đều là cùng bị loại bầu không khí này lây nhiễm, lộ ra chút đơ đơ. Trừ vị thần công có việc thì bắt đầu tấu, không có thì bãi triều. Thái giám đứng ở bên người Tư Đồ Thiên hiển nhiên hiểu rõ vô cùng ý của Tư Đồ Thiên, vừa nhìn cái loại tình huống này đưa màu giúp một tay nói: "Thần Phi Hổ có quân tình khẩn cấp báo vương thượng." Một người hung hãn nam tử phía bên phải đi ra khom người nói: "Quân tình khẩn cấp." Tư Đồ Thiên bỗng ngẩng đầu, mi mắt bắn ra hai đạo tinh mang, mặt trắng nguyên vốn không có tinh thần lúc này lại mang theo một loại đè nén uy nghiêm. Người trong điện không biết là bởi vì Tư Đồ Thiên biến hóa hay là bởi vì quân tình khẩn cấp bốn chữ này cũng đều là trở nên ngưng trọng. Phi Hổ tướng quân, chẳng lẽ cùng Sương Yến lĩnh chủ quốc chiến sự có biến hóa? Tư Đồ Thiên thanh âm hơi dài nhọn. Gọi Phi Hổ làm tử nhanh chóng nói: "Không phải, đây là liên quan đến ta Thừa Vũ lĩnh chủ quốc vận mệnh quốc gia đại sự, là chuyện tốt. Chỉ cần dùng tốt, coi như là tiêu diệt Sương Yến lĩnh chủ quốc, để cho lãnh thổ quốc gia mở rộng gấp đôi cũng không có phải là không có khả năng." Câu vừa nói ra, mọi người bao gồm cả Tư Đồ Thiên bên trong đều là tinh thần gấp trăm lần lắng nghe.
đều muốn nghe một chút Phi Hổ tướng quân rốt cuộc muốn nói điều gì tốt lành. Cái loại này khoa trương giọng nói về phần đem Xương Yến lĩnh chủ quốc tiêu diệt, lãnh thổ quốc gia mở rộng gấp đôi, không ai cho là thật. Đứng ở bên trái là một người lão giả to tiếng nói: Triệu Phi Hổ, ngươi nói chuyện thế nào trở nên dài dòng như vậy? Có gì thì nói toẹt đi. Triệu Phi Hổ liếc mắt tiếp tục nói: Vương thượng, gần nhất quân đội ta phát hiện một loại thuốc chữa thương. Loại thuốc này chữa thương dược hiệu kinh người, có thể bóp chết tất cả đồng phát chứng viêm. Ta từ thiết bộ phận lấy được cụ thể tin tức, 1.000 binh sĩ thụ thương phục dụng loại chữa thương dịch sau đó, đến bây giờ chỉ có đồng loạt tử vong. Cái này đồng loạt tử vong còn không phải là bởi vì nhiễm trùng, mà bởi vì mất máu quá nhiều. Có thể nói, dùng loại thuốc này người bị thương hầu như không chết, mà binh lính bị thương không có dùng loại chữa thương dịch, tỷ lệ tử vong cao đến 30-40%. Có thể nói loại này chữa thương dịch hiệu quả gấp 10 lần thuốc trị thương hay nhất. Cái gì? Từ Đổ Thiền kích động từ trên ghế đột nhiên đứng lên, ngọc như ý trong tay rơi trên mặt đất cũng không biết. Chẳng những Từ Đổ Thiền, tất cả trong điện mọi người đều khiếp sợ nhìn Triệu Phi Hổ từng cái thở dốc. Mỗi một lần có chuyện xảy ra bởi vì thụ thương tử vong binh sĩ cũng là trăm vạn làm đơn vị. Nếu có một loại thuốc có thể ngăn cản binh sĩ bởi vì tử thương, loại thuốc này tuyệt đối là vượt thời đại. Trong chiến tranh, đồ đạc quý nhất là cái gì? Chính là binh sĩ. Không phải, phải nói là binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu. Một binh sĩ thụ thương không chết ở trên chiến trường sẽ phát huy tác dụng, vậy có thể nói là vô giá. Nếu như thật có loại thuốc thần kỳ này, vậy thì Triệu Phi Hổ nói tiêu diệt Xương Yến chủ quốc chưa hẳn không thể thực hiện, coi như là diệt không xong cũng có thể mở thật to lãnh thổ quốc gia Thừa Vũ lĩnh chủ quốc. Phi Hổ tướng quân, người nói chẳng lẽ là Cửu Mệnh Liệu Thương Dịch? Lão giả lúc trước châm chọc Triệu Phi Hổ kinh thành hỏi.